Vậy thì để trẻ phát triển cao lớn và có bộ xương khỏe mạnh như người lớn thì chúng ta sẽ dùng MK7 như thế nào và tìm MK7 ở đâu? À, vâng. À, thực ra thì khi nói đến bổ sung canxi hoặc là vitamin D cho các cháu bé thì các mẹ của chúng ta thì hầu hết mọi người bây giờ thì đều cũng biết đến cái vấn đề là bổ sung canxi cũng như vitamin B3. Nhưng mà riêng MK7 thì tôi nghĩ rằng là cũng cũng có rất nhiều người chưa biết đến cái điều đó. Thế thì trên thực tế thì chúng ta đều biết là vitamin MK7 thì có trong thức ăn, ví dụ như cái món ăn natto là cái món ăn truyền thống của người dân Nhật Bản. Nhưng mà đối với người dân Việt Nam của chúng ta thì có lẽ là đây không phải là cái món ăn quen thuộc. Và thực ra thì nếu đã không phải là món ăn quen thuộc của chúng ta thì cũng rất là khó ăn. Và cái thứ hai là nhất là với các cháu bé chẳng hạn thì nó cũng chắc là nó cũng ăn cũng rất là khó. Cho nên là cái vấn đề mà chúng ta bổ sung vào thực phẩm thì cũng không phải là dễ dàng gì. Thế cho nên là hiện nay với cái sự phát triển của khoa học kỹ thuật thì người ta đã chiết xuất được MK7 là một cái vitamin K2 có nguồn gốc tự nhiên, thiên nhiên, duy nhất của nguồn gốc thiên nhiên từ cái món ăn natto của Nhật Bản. Và sau đó người ta sản xuất thành một cái bộ sản phẩm mà dùng cho để giúp cho từ trẻ em cho đến người lớn, cho đến người cao tuổi hay là tất cả các cái cháu ở các cái lứa tuổi để có thể bổ sung đầy đủ các cái dưỡng chất là vitamin D3, MK7, canxi nano, kẽm rồi nhiều các cái vi chất dinh dưỡng khác.